Rồi, hiện tiên xin chào các bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ là cái thời gian để mình dọn dẹp trước khi ra về. Cô chú anh chị ơi, phải mang lên trên nhà chờ để mà không có bị thu rồi nó ăn, cô chú anh chị. Vậy là giờ mình dọn mộ ha. Ừ, rồi bây giờ để anh thu lại cho nó gọn. Chờ đã nấu hồi nãy rồi, đỡ giờ không? Đâu có gì đâu, bình thường mà. Đó. Chưa? Rồi. Mới sắm cây mới rồi chú anh chị. Nha, cái này sau khi nặng nha. Rồi đó, tự nhiên luôn á. Em cầm dưới đây nè. Rồi anh cầm đó là sao em cầm được? Mà sao nó quẹo quá bên chồng? Hả? Sao em thấy nó quẹo quá bên kìa? Được luôn hả? Rồi bây giờ mình sẽ dọn cô chú anh chị ơi. Hồi sớm là hồi sớm là thấy cái mấy con hô á là được mấy cô anh chị ở trong qua viên là lùa. Đang lùa hô nhưng mà đều cũng phải nên đem đi. Tại ai biết nó sổng ra, hôm bữa nó sổng hết lần rồi. Cái cây này nó nắm sao nó khó khăn hơn quá. Nó cầm một ca hai cái là nó đã nặng rồi giờ. Cái cái này nó sao nó nặng hơn cái kia nữa. Cái gì á? Chồng nó hương quá trời luôn. Ờ cũng không đi sợ cái gì trời. Anh ta đi từ từ quay chứ giờ nó nặng chết sao mà quay được. Đó chạy luôn rồi vậy em đứng đây luôn. Đó đi luôn đi. Nó đi vô mộ luôn cô chú anh chị ạ. Chạy nhanh. Nó là lùng mà đi nhanh sao đi nổi. Buổi chiều cô chú anh chị hôm nay thì khán giả rất là vắng nha. Chỉ có mấy anh em. Ngoài á mấy anh em còn ngồi ngoài kia. Ừ. Thì mình cũng báo vậy mà khi ta đang đăng bài rồi đó. Như khi đang đăng bài rồi chưa xong thì xong giờ nào thì về về đó. Nè chả nè. Chạy quá thì tự quay đi chứ giờ ai quay nổi. Bây giờ có chạy không đừng biết ta đây chứ chạy báo đừng khỏi quay kêu ta quay mà chạy quá trời ai quay đi được đó anh ta đi mà kêu quay máy mà chạy nặng không chị chị gánh được hai gánh gì hả bình mà chạy quá thì tiên chạy không lợi rồi thì tiên đỡ lại luôn. Chạy nữa đi. Chạy nữa đi, thì tiên đỡ lại liền luôn. Chạy nữa đi, tự quay luôn. Ủa cái dù đó của ai rớt kìa. Nó hút nước á xuống dưới á. Cho nên nó bị chăm. Héo. Thank you.
Rồi qua viên đang bỏ những cái hoa mồng gà ha, trên cái con đường nghệ sĩ của chú anh chị ơi, đường vào cái khu mộ nghệ sĩ. Nó xúc chuồng, đêm nay xúc chuồng rồi sao, đúng không? Nó xúc bất ngờ á. Bất ngờ rồi sao? Thằng nhốt hết chưa? Nhốt rồi, đùa hết, nay kéo đùa quá trời. Thôi về mai mình để lại đi. Hôm bữa anh sống anh lần rồi. Mình đi hai đợt rồi đó. Bình Đông à? Gì vậy, bánh chưng người ta phải từ từ chứ. Bữa nay nắng quá sao màu vậy à? Không, cái hoa vàng. Còn hai bình nữa là vậy. Không phải vậy chứ mình phun nước cho nó tươi lại à. Không. Nó chỉ mấy cái bông vàng là bông phủ hoa thôi. Nè nắng vậy, nắng khô quá nên màu. Sáng thì lạnh, chiều thì nóng. Hello cô. Giờ là số coi còn gì nữa thì mình cứ đem lên cho tất hết cô chú anh chị ơi, ngày nào cũng vậy để không là mấy con hô nó vô nó phá, nửa đêm nó sổng chuồng nó phá con gái là coi như là banh hết. Hả? Đem lên trển rồi. Chắc kêu em làm caramel. Hiểu anh em dám không? Cái cây mình có dạy cho lại đi. Dạ. Cái đó em không biết của ai. Có của mấy anh. Của mấy anh. Con nhỏ qua nó kêu hết. Không không, cái đó là của mấy anh, của mấy anh, để chút nữa mấy anh đem về. Cái bàn nó chắc không có làm đâu em ơi. Gãy ông nội. Ừ. Luôn. Có con cá đi, có con cá dâu dâu trời. Sao sao sao. Qua chạm nhẹ. Không sao. Cái mình để mai.
mai với chiều á. Ừ, mai mới gỡ lên rồi. Mai mới gỡ lên. Rồi mai. Thấy có gì con quên gì không hết. Con thấy quên gì? Quên cái cây thì để xuống giùm em nè. À. Anh làm như lần nào vậy? Anh biết trái gì không? Không. Hả? Cảm ơn lắm. Trái hình như trái toàn hành giả. Toàn hành giả hả? Giả hả? Cái đó rồi không? Có được không nhỉ? Quan sát dừng lại cái nào rồi lên để mà để. Dạ. Đó của ai? Chưa. Đâu dữ rồi chàng. Rồi, ok. Thứ bảy. Em chăm dầu đi, anh lấy vài đèn ở cho em nè. Ok. Nào. Mình chăm theo từng tắt đèn nha. Ủa bánh chanh luôn hả? Ủa này thử cứng với ta. Đúng em. Đúng em. Hai ba. Hên quá. Hên nó già. Cái nào mấy cái này? Này lúc trước là em lúc trước còn nhập bự em chăm không à chứ em không lăn. Đó em biết em đang làm gì đó. Sao? Sao mà tắt đèn á? Sao mà nóng dữ á? Sao mà nó hơi bị nóng rồi. Không có đâu anh đang dẹp mà. Hai cái đó. Anh không vô. Ôi, rồi. Chưa nghe, chưa bể nghe. Rồi. Sao lại nhiễm chưa? Nó có chế độ nhiễm. Có quẹt chú Tiểu. Còn miếng nữa hả? Còn một cái nữa chứ phải một miếng. Còn mình kéo dẹp dẹp luôn nha ông Ngọc. Bỏ luôn hả? Cậu không nhớ con. Rồi giờ đi dép quẹt hả? Cái đó ăn được không? Được. Ăn như trái bưởi vậy đó. Mà nó không có ruột mà. Quan trọng có ruột mà mới ăn được. Mình chưa biết trong nó có ruột hay không.
tại em thấy là chân trong chùa này kia dưới bán á mà mình đâu có chân, chưa có chân nữa. Rồi chàng hấp rồi đỡ bóp đây cống khó để đâu nguy hiểm nha, đá thằng cái là châm dầu đèn nha cô chú anh chị. Ừ. Là châm dầu đèn á. Rồi. Em biết cái dưa không chú Tiểu? Dưa lê hả? Đi dư. Không. Vậy là không biết cái dư ha. Mấy nhện trời. Biết cái này bị gì không? Không chưa? Chưa. Anh thông minh quá hả? Quát. Giờ lấy đèn cô chú anh chị ơi, đèn cày cho chú ha. Mỗi năm mọi người đó người ta đến lau dọn mộ để là có cái cho sạch sẽ cũng như là cái mộ cũng như là cái nhà của cái người mất rồi. Nhưng mà nguyên năm nay là mình lau mộ vậy là mình tốt lắm á. Lau mộ xong rồi đó cái mình sẽ rước ông bà về nhà đó, sạch sẽ quý vị rước ông bà về nhà. Cho nên là anh về đây thấy gì điều lạ chưa? À, quá trời nhiều điều lạ rồi. Nè, lên anh chỉ cho cái điều lạ nè. Cái tường vi nó mỏ nó tổ cái bông mai. Trời ơi, rồi sáng quay rồi. Nói sao cây này qua lạ vậy giờ cái cây rồi, cái bông trang nó lại chỗ bông đạo. Cái bông hoa. À, hoa gì? Đặc biệt nha cái tường vi này dài lá là nó tổ đầy bông luôn. Và đặc biệt là cái bông này nó không tàn nha. Kỳ lạ vậy á. Kinh Địa Tạng ta. Không sao đâu anh hả? Chứ em hồi đó nói với Minh Quyền mà. Ôi sao không sao, sao đâu anh rồi. Dính đâu trời, ngày nào cũng quay không có dính luôn. Không biết cái trái này có ăn được không quý cô chú anh chị? Có ăn được không? Cái đó đi chưng không? Chưng không hả? À, dạ. Nó trồng không có ruột hả anh? Nó cái đó là ở trong chùa chưng không à? Thì em thấy trong chùa hay chưng á? Nó cũng có lâu rồi, mình cũng hay thấy có cây luôn á. Mình thấy có cây luôn á. Sao mà cái cây này nguy hiểm quá. Hả, gấp xuống nó được. Không? Hả? Rồi bây giờ mấy anh cũng lau hết rồi, mình đầu tiên cũng xin phép chú lau cái tấm hình của chú thôi cô chú anh chị. Chị Tiên.
Ê, thấy anh cầm cái bịch gì á? Anh cầm cái bịch gì á? Cao quá nó ngã một cái là má nhìn không ra luôn ha. Hôm nay là ngày 3 cao quá là tới công chuyện luôn á. Chứ anh chị ơi, thì mấy anh em thì cũng đã dọn mộ rồi, lên những cái bông hoa đồ, rồi những cái đồ để chân Tết thì cũng đã lên trên nhà chờ. Và bây giờ là tiên xin kết thúc tiếp ở đây. Chúc cô chú anh chị đang xem có buổi chiều hoặc là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Bây giờ tiên xin chào và hẹn gặp lại.